Thưa quý vị, World Cup 2022 đã bắt đầu với những trận cầu nảy lửa, cùng với đó là tiềm ẩn những hành vi vi phạm pháp luật. Gần đây tại thành phố Đà Nẵng, chỉ trong một đêm, hai đối tượng đã manh động dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng và đập vỡ cửa kính cường lực để đột nhập vào một nhà dân trộm cắp tài sản. Khi chủ nhân phát hiện qua camera, thì các đối tượng đã cao chạy xa bay, để lại một nỗi hoang mang lo lắng cho người dân của cả khu vực. Số 268 Bùi Thiện Ngộ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng là hiện trường xảy ra vụ trộm đột nhập manh động cách đây vài ngày. Cho đến bây giờ, chủ ngôi nhà này vẫn còn bàng hoàng khi kể lại thời điểm anh thức giấc giữa đêm ở thành phố Hồ Chí Minh và kiểm tra camera qua điện thoại thì phát hiện có hai kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà. Thì ngày đó đi ở Sài Gòn, là lúc đó đi 2 tháng, thì tối trong đêm lúc mà đang ngủ á, thì mình dậy mình check cam phát hiện sớm, nhưng mà lúc mà phát hiện thì đối tượng ra khỏi nhà. Thì sau khi phát hiện thì cứ báo là ở trên mấy anh em cần số, thì bắt đầu mấy anh em cứ huy động qua là phải đủ gọi các anh em tới công ty. Nhận được trình báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ đã cử ngay một tổ công tác đến hiện trường ghi nhận sự việc cùng những dấu vết để lại. Mặc dù đây là khu vực dân cư đông đúc, nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên cắt khóa cổng, đập vỡ cửa kính cường lực để đột nhập, cho thấy sự manh động, táo tợn, bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người dân. Lúc này, mọi biện pháp nghiệp vụ được áp dụng đồng bộ để truy nhanh, truy sớm hai đối tượng, tránh để tài sản bị tẩu tán. Đang có biện pháp nghiệp vụ và có những thông tin quần chúng cung cấp được những thông tin giá trị thì chúng tôi cũng đã xác định được đối tượng. Thì có đối tượng này là cũng người ở ngoài địa phương thuê trọ ở đây, thì quá trình xác minh đối tượng cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt thì chúng tôi đã xác định được cái đối tượng và tiến hành bắt và di lý về trụ sở công an làm việc. Hai đối tượng là Lê Văn Sang, 21 tuổi và Vũ Trọng Hoàng Sơn, 17 tuổi, cùng trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Không chỉ trộm cắp một vụ, trước đó cả Sang và Sơn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác ở các khu trọ hay quán nhậu vắng để lấy tiền tiêu xài. Do bọn em thiếu tiền, thành ra là bọn em đi trộm. Với lại đi làm thì công việc cũng kiểu cứ ngày làm ngày nghỉ là không đủ tiền, nên thành ra là bọn em mới suy nghĩ đi ăn trộm. Thì hành vi là hết sức manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật. Thì tài sản thì tuy không nhiều, đối tượng lấy không nhiều, nhưng mà với tính chất cái hành vi như vậy thì lãnh đạo công quận đã chỉ đạo đội sự tập trung để mà làm rõ, để mà lập lại an ninh trật tự trên địa bàn. Niềm vui World Cup sẽ thực sự trọn vẹn nếu mọi người dân đề cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được làm rõ tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho những thanh niên còn lười biếng, thiếu suy nghĩ, lấy lý do khó khăn để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.